nào có cấu tạo đặc biệt giúp đánh mà không ảnh hưởng đến các loại rễ cây. Cỏ sau khi đánh xong không thể sống lại, năng suất từ 1.200 đến 1.500 m2 trên một giờ hoạt động, độ sâu xới đất từ 5 đến 8 cm. Mình xe thì cứ nghe. Chăm sóc mía. Sử dụng bộ sới để sới đất và cỏ giữa hai hàng mía, sau đó sử dụng chức năng liên luống để vun đất ở giữa và hai bên hàng mía. Năng suất đạt 1.000 m2 trên một giờ hoạt động. Đi đơn giản không này, nhìn người ta đi là biết đi đơn giản không, có gì đâu mệt. Công tác làm đất lúa. Có thể sử dụng hai bộ công cụ cho chức năng này. Với ruộng có gốc dạ thì sử dụng bộ lưỡi sới chuyên dụng cho lúa. Với ruộng sụt hoặc đã cày ải thì sử dụng bộ bánh lồng để đập nhỏ và san phẳng đất. Đất sau khi sử dụng chức năng này có thể cấy hoặc gieo xạ luôn. Rất phù hợp với ruộng bậc thang vì máy rất nhỏ gọn, dễ vận chuyển, năng suất 1.000 m2 trên một giờ hoạt động. Chăm sóc cây ăn trái. Do tính nhỏ gọn và có nhiều bộ công cụ để lựa chọn cho quá trình chăm sóc cây ăn trái như sới đất, rạch rãnh để bón phân, đánh cỏ, phun thuốc trừ sâu, máy là sự lựa chọn hoàn hảo cho